gói hàng này ở trên Sen Đỏ, trang điện tử Sen Đỏ. Gói hàng này gồm có hai cái điều khiển từ xa bằng sóng radio GF, một kênh và một quả pin nữa. Và có 3 sản phẩm, trong này là có 3 sản phẩm, hai cái điều khiển và 5 quả pin. Giá tiền là 115.000. Kiểm tra nhá, mở ra kiểm tra. Đóng gói tương đối thật đấy. Pin 5 quả pin 12V 23A dùng cho tay điều khiển. Đây là mua nhé, đây là pin mua. Còn đây là pin trong này. Riêng cái bộ điều khiển này là có mỗi một bộ điều khiển này thì có một cái tay điều khiển này, một cái giá đỡ này, một cái cục nhận tín hiệu này và một quả pin. Cái này dùng cho điều khiển. Đây là một bộ, đây là hai bộ. Mình vắt cái vỏ đi. Về số lượng thì là đủ. Đó, số lượng là đủ này. Tay, giá đỡ, cục nhận tín hiệu, pin, 5 quả pin là một bộ được cái này là đủ. Về số lượng là đủ rồi. Sau khi nhận đủ số lượng rồi thì bây giờ tôi sẽ test thử, tôi sẽ lắp thử một bộ. Bộ nha. Thì trên sơ đồ ấy, hôm trước tôi đã đọc ở trong này trục chặt cái nhỉ, cái vỉ mạch sao nó để trục chặt không xoay ốc, không dán keo rồi không sao. Theo như hướng dẫn thì đây là cái dây anten tín hiệu, đây là đường điện, đường điện vào nguồn 220, đây là pha lửa nhá, pha nóng, đây pha nguội, hai cái này là vào pha nóng và nguội. Còn đây là hai cái dây để ra thiết bị, ra phụ tải. Và phụ tải cái này được đến 3000W. Theo như giới thiệu. Đấy, bây giờ tôi sẽ đấu này. Nha. Đang tạm đấu thế này thôi đã. Đây, đấu tạm để test thôi. Bây giờ phải đo để xem đúng cái đường phía bên nào là bên cái dây này nhá, để xong rồi cắm vào là đường của pha nóng. Dùng đồng hồ khả năng để đo thông mạch. Như chờ và đơn đốc 20K tôi đo thông mạch được rồi. Bây giờ tôi đo bên này thì nó thông bên nào thì có nghĩa là còn lại là bên kia. Ồ, cái dây này đứt à? Cái dây điện này đứt rồi. Dễ lắm, dây điện này đây có rồi, đây là bên cái dây này thì ở bên này, vậy thì cái dây vàng sẽ ở bên này, tôi đánh dấu á. Đấy, bên này sẽ cắm vào dương này. Đấy, đánh dấu bên này là cắm vào dương. Đây, đằng này đấu vào dây mát. Cái tạm vào. Rồi, ok. Cái này tôi đấu vào cái ổ điện.
Để sao tôi cầm bóng đi. Điều khiển, tháo điều khiển ra để lắp pin. Âm này là cái lò xo này. Không có đèn báo ở đâu cả. À đây, nó có cái đèn báo này. Đấy, vào đỏ. Rồi, ok. Bây giờ cắm nha. Tôi cắm hai cái bóng điện này, 100W. Rồi, cắm điện cho điều khiển. Cắm bên này là bên dương. Rồi. Nghe thấy tiếng tách một cái. Có một cái dơ le ở đây đóng điện. Nghe tiếng tách một cái. Ở đây điều khiển nó on này. Bây giờ là tôi chưa cắm phụ tải nhé. Rồi điều khiển nó đây. Nhưng không nghe thấy tiếng gì nữa. Tắt này. Rồi. À, nghe tiếng dơ le đóng tách tách. Tắt. Bật. Tắt. Rồi ok. Bây giờ cắm phụ tải nhé. Cắm bóng điện vào. Bây giờ là cắm bóng điện vào nhưng mà bóng chưa sáng. Cắm bóng điện rồi nhưng mà chưa sáng này. Bây giờ ấn nút on này. On. Đó, bóng sáng. Off này. Đấy, tắt. On. Đấy. Hai bóng. 100W. Off. Tắt. Cái này là phụ tải và hai bóng nha. Tải là hai bóng đấy, on này, rồi hai bóng sáng, off này, rồi ok, đây là cái này hoạt động tốt, nhưng mà độ bền thì chưa biết nó như thế nào. Giờ tôi sẽ lắp vào thiết bị, chính thức lắp vào cái đèn chiếu sáng để tôi sẽ điều khiển. Đây, sau khi lắp xong thì cái cục điều khiển như này tôi tạm lắp vào chỗ này, lắp vào chỗ này để điều khiển cái bóng đèn trên đấy nha, trên chỗ sân này. Để ấn nút sáng on đấy, sáng này, tắt rồi. Bây giờ tôi đi cách xa được khoảng 20m. Đây là cách xa 20m rồi. À, ấn nút on này. Đấy, sáng ngay. Off này. Tắt. Rồi. On. Rồi. Off. Rồi. Đấy. Đây là bộ thứ hai. Bộ này tôi sẽ lắp
vào để điều khiển cái màn hình. Vì tôi chế cái màn hình từ cái màn hình máy tính cho nên nó không có cái điều khiển từ xa tắt mở. Chế cái điều khiển đó để xem cái cam an ninh. Đấy. Để tôi đấu như thế này. Đây là đã đấu về nguyên lý đấu thì vẫn theo cái hướng dẫn đấu từ đầu thôi. Và một đầu thì rắc ba chân tôi sẽ cắm vào cái màn hình. Đấy. Thế còn đầu còn lại thì cắm nguồn điện hết thôi. Và nhớ là âm dương. Để pha lửa và pha mát thế thôi. Giờ bắt đầu là để đi đấu nha. Sau khi lắp xong cái điều khiển vào cái màn hình thì đây tôi treo chỗ này ở dưới cái đầu thu của bộ camera. Cái màn hình này là màn hình hiển thị nhưng mà màn hình máy tính cho nên là nó không có cái điều khiển từ xa. Mỗi lần xem là phải cắm điện thì nó phức tạp lắm. Tôi lắp cái điều khiển này vào để cơ bản là để bật tắt điện cho cái màn hình này. Thấy không? Đây, bắt đầu bật này. Đó. Cái màn hình sáng lên. Thì xem được xem được cam ở trên cái màn hình máy tính. Màn hình máy tính đời cũ này nó không có cái bật tắt, không có điều khiển từ xa. Mà hầu như là đa số là như vậy. Tắt này. Cái dây led trên kia nó đồng thời nó sạch rồi. Đây. On này. On cái việc tay điều khiển sáng này. Đó. Lát màn hình nó sáng được. Đó thế thôi. Các bạn xem và đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn.